Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, các thành phố trên cả nước ngày hôm nay và trong cả tuần này được dự báo sẽ có chỉ số tiêu UV cực đại rất cao, từ mức 8 đến mức 9, mức có nguy cơ rất cao, gây hại cho con người. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, các thành phố trên cả nước ngày hôm qua đều có chỉ số UV cực đại, đạt từ mức 8 đến mức 9, mức có nguy cơ gây hại rất cao. Và bắt đầu sang ngày hôm nay và diễn tiến sang ngày 29 tháng 6, chỉ số tiêu cực tím cực đại trên cả nước được dự báo đều ở mức 9 và mức 10, mức có nguy cơ gây hại rất cao đến cơ thể của con người. Vào ngày 30 tháng 6, chỉ số tiêu về cực đại trong ngày ở các thành phố phía Bắc ở mức có nguy cơ gây hại cao từ 7 đến 8, trong khi đó các thành phố còn lại tiếp tục duy trì ở mức nguy cơ gây hại rất cao từ 9 đến 10. Việc tiếp xúc quá lâu với tiêu về sẽ gây tổn thương và có nguy cơ dẫn đến ung thư da. Tiêu về gây đứt gãy các liên kết giữa các phân tử, góp phần làm đột biến cấu trúc DNA và RNA trong nền tế bào. Đây là nguyên nhân chính gây nên ung thư các vấn đề như là u UH hắc tố, ung thư liên bào đáy, u tế bào vẩy, u tuyến bã và tiếp xúc với bức xạ cực tím còn gây ra ức chế hệ thống miễn dịch. Thưa quý vị và các bạn, thời điểm này miền Bắc và Bắc Trung Bộ đang trải qua đợt nắng nóng cao điểm, nhiều nơi nhiệt độ lên tới ngưỡng 40 độ, ảnh hưởng lớn đến sức khỏe con người. Để chủ động phòng chống nắng nóng, nhiều bệnh viện đã chủ động triển khai các giải pháp Nhằm phòng tránh tác hại của nắng nóng gây ra, góp phần chăm sóc tốt sức khỏe cho người dân Tại khoa khám bệnh và khoa khám bệnh theo yêu cầu Bệnh viện Bệnh Mai ngoài việc điều chỉnh thời gian bắt đầu tiếp đón bệnh nhân từ 5 giờ Bệnh viện còn chủ động đảm bảo nguồn điện, nước uống cho bệnh nhân Lắp đặt các quạt có công suất lớn tại các khu vực phòng chờ, khu vực khám bệnh để phục vụ cho bệnh nhân Ngoài ra tại khu vực ngoại cảnh để giảm nhiệt cho người nhà bệnh nhân trong thời gian chờ đợi bệnh viện đã lắp đặt hệ thống phun xương dọc trục đường, trung tâm cấp cứu A9 và một số khu vực ngồi chờ của người nhà bệnh nhân. Hệ thống nước uống tại vòi cũng được trang bị miễn phí để phục vụ nhu cầu của người dân khi đi khám chữa bệnh. Một số bệnh viện khác trên địa bàn thành phố Hà Nội ngay từ những ngày đầu của đợt nắng nóng cũng đã nhanh chóng triển khai tới các khoa phòng chuẩn bị mọi phương tiện chống nóng cho bệnh nhân đến khám và điều trị. Các bệnh viện chú ý giảm quá tải, bố trí giường bệnh hợp lý, thực hiện khám theo hẹn để hạn chế số người cũng như thời gian chờ đợi tại các khu khám bệnh, khu vực thu viện phí. Các bệnh viện tăng tuyên truyền cho người bệnh, người nhà người bệnh, các biện pháp chủ động phòng chống nắng nóng, cũng như thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Còn trở lại với tình hình dịch Covid-19 thì diễn biến ngày càng phức tạp. Thì Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã có công văn về việc triển khai thành lập bệnh viện giã chiến, nâng tổng số giường điều trị Covid-19 trên địa bàn lên mức 10.000 giường. Theo đó, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành kế hoạch về việc triển khai bệnh viện giã chiến thu dung điều trị Covid-19 và nâng tổng số giường điều trị Covid-19 lên con số 10.000 giường. Theo đó, thì trước tình hình số ca mắc Covid-19 trên địa bàn thành phố đã hơn 2.000 trường hợp và được dự báo sẽ còn tiếp tục tăng nhanh trong thời gian tới, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã xây dựng kế hoạch bổ sung các bệnh viện giã chiến chuyên thu dung điều trị Covid-19 không có triệu chứng hoặc chỉ có triệu chứng nhẹ với quy mô là 5.000 giường. Việc thiết lập các bệnh viện giã chiến được thực hiện dựa trên việc tận dụng cơ sở hạ tầng sẵn có trên địa bàn, Cụ thể, ký túc xá của Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh với quy mô 1.000 giường sẽ trở thành bệnh viện giã chiến thu dung điều trị COVID-19 số 1. Khu ký túc xá khu A của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh với quy mô 4.000 giường trở thành bệnh viện giã chiến thu dung điều trị COVID-19 số 2. Dự kiến bệnh viện giã chiến thu dung điều trị số 1 sẽ được sớm đưa vào hoạt động. Bệnh viện giã chiến thu dung điều trị COVID-19 số 2 sẵn sàng đi vào hoạt động khi có yêu cầu của Ban chỉ đạo phòng chống dịch thành phố. Những ngày vừa qua, siêu thị không đồng mới được đặt tại phường Hiệp Bình Phước, thành phố Thủ Đức mở cửa từ 8 giờ cho đến 17 giờ cùng ngày. Và đây là mô hình cung cấp lương thực thực phẩm miễn phí cho những người lao động mất việc, gặp khó khăn, người nghèo trong mùa dịch. Người đến mua hàng bắt buộc phải đeo khẩu trang, đo thân nhiệt và ngồi giữ khoảng cách để tránh tụ tập đông người. Phiếu được chia phát thành nhiều khung giờ khác nhau trong ngày. Theo đó, địa phương sẽ hỗ trợ tìm hiểu hoàn cảnh các hộ dân còn gặp khó khăn để phát phiếu mua sắm trên phiếu ghi khung thời gian giãn cách, mỗi đợt có 3 người đến mua hàng trong thời gian liên tục trong ngày. 30 phút, mỗi người mua sắm trong thời gian 10 phút diễn ra liên tục trong ngày. Mỗi phiếu mua hàng có giá trị là 200.000 đồng sử dụng trong ngày và người lao động có thể mua sắm các loại thực phẩm như gạo, trứng, rau củ quả tùy theo nhu cầu sử dụng của gia đình. Đối với những người lớn tuổi sẽ có các tình nguyện viên hỗ trợ mang giỏ đựng thực phẩm. Bên trong siêu thị chia cảnh các khu thực phẩm, gia vị, rau củ quả, đồ khô và các vật dụng thiết yếu. Các sản phẩm đều được chuyển đến từ các siêu thị lớn, còn hạn sử dụng dài ngày, có nguồn gốc rõ ràng và có giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm. Siêu thị không đồng cung cấp thực phẩm hàng hóa cho khoảng 7 hộ dân mỗi ngày. Trong đợt hoạt động này, siêu thị sẽ phát 600 phiếu đi chợ cho 200 hộ dân tại phường Hiệp Bình Phước. Trước tình dịch Covid-19 bùng phát ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh, các tiểu thương tại chợ truyền thống ở thành phố Hồ Chí Minh đã chủ động tiếp cận đẩy mạnh phương thức kinh doanh trực tuyến, bán hàng trên hệ điện thoại thông minh như là Facebook hoặc Zalo. Theo đó, lượng khách đến chợ truyền thống đã giảm đi từng ngày do dịch bệnh Covid-19 bùng phát. Tình trạng này khiến cho tình hình kinh doanh chợ truyền thống gặp nhiều khó khăn, doanh thu đã giảm mạnh. Ứng ừ phó với thực tế này, nhiều chủ sạp hàng đã nhanh chóng chuyển đổi sang mô hình bán hàng online, thanh toán trực tuyến. Đây là hình thức mới đối với nhiều tiểu thương nhưng lại góp phần tiết kiệm cho họ rất nhiều chi phí cũng như đáp ứng được tình hình phòng chống dịch Covid-19 hiện nay. Giờ đây nhiều tiểu thương đã thành thạo với việc quay video chụp hình mẫu sản phẩm rồi gửi khách hàng lựa chọn, tạo đơn hàng để giao hàng qua các app và nhận tiền bằng chuyển khoản. Trước tác động của dịch Covid-19 nên việc xuất khẩu nông sản của Việt Nam gặp nhiều khó khăn. Bằng nhiều giải pháp đồng bộ mới đây, lô xoài 25 tấn ở huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La đã được doanh nghiệp thu mua để xuất khẩu sang Australia, một trong những thị trường xuất khẩu khó tính. Gần 600 hecta xoài ở huyện Mai Sơn đã có mã số vùng trồng, đủ điều kiện xuất khẩu trong đó có gần 113 ha áp dụng quy trình sản xuất việt gáp. Đây là điều kiện quan trọng để có được sản lượng xoài đủ tiêu chuẩn xuất khẩu. À, để được một công xoài xuất khẩu này thì doanh nghiệp đã cố gắng ngay từ đầu vụ để xử lý làm sao để có cái cái chất lượng để năm nay dự kiến là mình sẽ xuất vào thị trường Mỹ và thị trường Australia. Nên là chúng tôi đã chuẩn bị ngay từ phút đầu nên là chất lượng nó đảm bảo. Trọng lượng quả xoài để xuất khẩu sang thị trường Úc là từ 6 lạng cho đến 1 cân 2. 25 tấn xoài da xanh của huyện Mai Sơn đã được doanh nghiệp địa phương liên kết với các công ty xuất khẩu thu mua với giá từ 5 cho đến 7.000 đồng một cân. Tính đến thời điểm này, tỉnh Sơn La đã xuất khẩu được trên 6.000 tấn xoài trong tổng số hơn 40.000 tấn. Việc xuất khẩu được nông sản như xoài sang thị trường các nước khó tính là thành công của địa phương trong việc quảng bá, giới thiệu và hỗ trợ tiêu thụ nông sản. Các cái sản phẩm khi mà được thị trường uh, uh, tin dùng ấy, thì sẽ tạo động lực cho bà con nông dân tăng cường cái việc áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, tăng cường các cái chuỗi liên kết trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ và sản xuất uh, các cái sản phẩm này đạt cái giá trị chất lượng cao hơn trong thời gian tới, giúp người nông dân có cái thu nhập mà tốt hơn, hiệu quả hơn. Sản xuất nông sản an toàn theo chú ý giá trị giúp cho nông sản của Sơn La ngày càng khẳng định được chất lượng. Chán hiệu xoài Sơn La đã được cục sở hữu trí tuệ cấp văn bằng bảo hộ. Xoài Sơn La từ xưa đến nay là có thể nói là người tiêu dùng luôn đánh giá cao về cái chất lượng xoài của Sơn La. Nhưng đến hôm nay mới thực tế là mấy 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 có cái tên tuổi được cục sở hữu trí tuệ chứng nhận cho những cái nhãn hiệu. Hiện tỉnh Sơn La có 24 mặt hàng nông sản đã được cấp chứng nhận nhãn hiệu và chỉ dẫn địa lý. Đây là tiền đề quan trọng để sản phẩm nông sản an toàn của tỉnh có thể thâm nhập vào các thị trường khó tính khác trên thế giới cũng như phục vụ cho người tiêu dùng ở trong nước.